Lời video cơ hôm nay kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2023. Bò 3B 5 đùi với bầy trại em gồm 3B F1, F2 có, bắp kem có. Em đang tải riêng hai bò 5 đùi đứng phía rào để anh chị xem dễ phân biệt. Nãy em có đăng lên rồi mà sao thấy nó mờ mờ sao thấy sao sao em xóa em quay lại. Nãy có đăng rồi mà sao thấy con bò này nó không có được tỏ rõ. Nãy nắng nó về dội chọi chiếu lên đó. Giờ nó nắng nó qua em đứng ở trong quay đấy không thấy nó là nó không thấy đường đó, quay lại để kỹ cho anh chị xem. Con số 1 là con lớp 5 đùi anh chị, xương rất là to luôn nha. Nói chính xác là hai con này là xương tối luôn anh chị, xương rất là to luôn nha. Rồi em nói chiều cao của bò, ngày tháng tuổi, giá tiền đó anh chị, thấy anh chị nào thấy thấy ưng ý chuẩn chốt ha, thì em có xe nhà em đưa rất cần anh chị là đến nhà là 100 đến 200 cây ha. Con số 1 là bò 3B 5 đùi, xương to lưng nách dữ dội luôn, đầu trọc chát, còn con bông thì nhõm nhõm tí sừng anh chị đó. Chiều cao của bò là con bò số 1 này là 1m05 phân 7 phân. Em nói chính xác luôn anh chị, em có đo rồi ha. Em lấy cái dây em đo ngang chỗ mà cái nách đó, cái nách hai chân trước đi lên đó. Còn cái con số 2 là 1m03 phân 5 phân, bông bông lẻ 1m03 phân đến 5 phân, xương rất là to luôn. Hai con bò này là con bò cơ bắp 5 đùi. Anh chị có điều kiện bắt vô bổ béo thì tốc độ bổ béo thịt lên rất là nhanh so với F1 anh chị. Đây, hai bò lực lãm luôn nha. Tướng lực lãm biên lực nha chị. Hình thù rất đẹp, mặt mỏ rất là duyên dáng, dễ thương nha. Đó, lưng nách ha anh chị. Đó, cặp bò này giá tiền rất là mềm luôn anh chị ơi. Con bò này á, là soi lúc trước bò này rẻ, hai bò này rẻ tầm phải từ 17-18 triệu. Nha. Soi lúc trước thì dữ lắm rẻ luôn. Đó, xương cối lưng nách dẹp này nha. Con đứng số 1 giá tiền là 21.700.000. Còn con bông là 23.500.000, em ship tận nơi cho anh chị đến 100 đến 200 cây ha. Một con 23 rưỡi, con 218. Đó. Lưng nách dữ dội luôn, xương tàn rộng. Em bao anh chị là bò rất là khỏe, là không có lỗi gì ha. Đó, em tiêm bắt trong nhà vườn, đã tiêm phòng vaccine đầy đủ hết rồi. Tâm bắt còn bổ béo thôi, hai chân sau hai chân trước đều thẳng chỏm đứng thẳng băng luôn. Hình thù rất là đẹp luôn, mặt mỏ đầu cổ đó, lưng đôi đầu to mỏ cục anh chị, mặt mỏ rất là sáng luôn đó. Dần lưng dần đầu nè, gương vai nè, quay kỹ cho anh chị xem đó, dần sân lưng ha. Gương vai sân lưng bản đùi hai bò này là ok hết trơn anh chị đó. Hồi em đang tải riêng ra con bò cơ bắp, cũng cơ bắp nữa mà nhỏ nhẹ tiền hơn anh chị, rất đẹp luôn đó. Hai con bò này, một con là 23 rưỡi, thằng bông 1m01 lẻ 5 phân 3 phân, còn con ngoài là 1m05 phân 7 phân. Đó, xương rất là to. Con bò cơ bắp là chân trụ, là hai con bò này là 4 cái chân trụ, nó rất là to luôn anh chị. Chị bắt con béo là ok ha, chân trụ rất là to luôn đó, đòn dài hình thù nó, mặt mỏ rất là đẹp ha. Đó, hai con bò này tiếp tận 150 đến 200 cây ha. Cuối video buổi trưa hôm nay cũng chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và sự và làm ăn thành công trong cuộc công việc ha. Rồi, xin cảm ơn.